con xin lỗi gì hay dì có giận gì cứ la con đánh con hứa sẽ thay đổi. Nó dính mình đâu, tụi tại cái thế nó dính mình đâu được. Nãy đang nói nửa câu bị mình nói gặp mà. Ok, nè 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 lấy câu của trường máy chạy trường sai câu trả câu của cơ trường giết con xin lỗi mà dì hai, dù dì hai có đánh con á dì hai có giận thì la con đánh con hứa sẽ sửa đổi. Con xin lỗi mà dì hai, dù dì hai có đánh con á, có la con cũng được nữa. Con hứa từ nay con sẽ sửa đổi mà. Không có sửa đổi gì hết trơn đó mày. Tao không cho mày gặp con Diệu nữa. Nếu mà không có dính liễu vụ đất đai này mày về đi. Đừng mà, đừng níu con mà. Dốt thương tình. Diệu, dốt thương tình á. Dốt nói gì hai con á. Ok, rồi vô điểm. Bắt đầu diễn kéo châm đi. Dốt ơi, dốt thương tình không. Rồi từ từ nha, mọi người vô điểm cái đi. Vô điểm cái đi, sợ lướng lướng là vô kia. Ra ba kéo đi. Vô cần đi. Diễn kéo đi. Quang. Mẹ, okay, nó làm hơi nhiều quá. Rồi tất cả cụm này, nếu quay lại tìm cái máy này giùm tôi ha. Đừng chồng. Tìm sao máy này. Không cần ra làm sao, cần trường đi ra nè. À được chưa? Chưa tạt mà. Quốc lưu á. Quốc lưu mà. Quần sốt quần kêu. Tắm là có nước đâu. Ok. Rồi gian rồi gian. Rồi tất cả chuẩn bị. Máy chạy. Kéo nè, kéo nè, kéo nè, kéo nè. Rồi chị Giang ơi, không em. Kéo ra cung đi. Ok, rồi nha. Nè, ra cung luôn nha. Đến đây nha. Đến đây nha mọi người. Bây giờ diễn bây giờ diễn á là dì Út bơi dì Út thương tình thì nói phụ gì hai tí em con đi bả ra bả tạt một cái cái gì là vậy con rồi chị con biết lý do đi có chuyện gì phải không. Ok chuẩn bị tôi chuẩn bị chăm từ đây kéo vô đi con lẽ kéo đến cửa đó nha. Nói xong không chị ra chị tạt luôn chị tạt luôn là anh Hiếu nói câu đó. Anh Hiếu nói câu đó xong rồi chị nói là tôi nói lần cuối nha, kể từ giây phút này tôi cấm cậu lại con gái tôi làm việc gì là tôi nữa. Ê, bốc khói đó mấy bạn ơi. Có khói đó. Lại đi em ơi. Không có đâu. Không cần đâu. Ok. Lại đi em không có bốc khói nữa. Sao không sao không có khói. Ông chạy. Giết. Ông nói vậy. Khoan. Em lên là không tạt được. Em lên nè. Em đứng đây Út ơi. Đừng lên tạt không được. Ok. Lên là tạt không được nha. Dính mọi người nha. Máy chạy. Rồi lùi lùi em Giang ơi. Giết. Út ơi. Bỏ con ra đi mà. Không nói gì hai con biến vô. Út ơi. Út. Mày con. Mày làm cái gì vậy? Mày đi chứ. Mày đi. Từ đây đừng có gặp mặt con gái tao nữa. Đừng có làm việc gia đình tao nữa. Má. Út. Sao gì vậy? Tại sao má lại quá đáng chảnh như vậy? Út. Mày đi vô. Nắm nó vô. Gì? Diệu. Sao gì vậy làm lại? Gì? Sao gì làm lại vậy? Sao gì lại làm như vậy? Gì? Gì? Sao gì? Sao gì lại làm như vậy? Gì? Rồi, từ máy con chạy. Gì? Gì? Sao gì lại làm như vậy? Đi vô đi. Tao kêu mày đi về, lôi tụi nó vô, lôi nó vô. Đi vô đi con, đi nghe lời. Vậy cho con biết lý do được không? Đi. Không có lý do gì hết trơn á. Mày đừng có làm phiền gia đình tao nữa. Đi về đi. Con sẽ chờ biết biết rõ mọi chuyện thôi. Dù cho có mọi chuyện như thế nào ý. Con sẽ chờ đến khi nào biết rõ mọi chuyện. Con sẽ không từ bỏ đâu. Diễn. Con sẽ chờ tới khi nào biết rõ mọi chuyện. Con sẽ không từ bỏ đâu. Con sẽ chờ đến khi nào? Sao? Con sẽ chờ cho tới khi nào biết rõ mọi chuyện. Con sẽ không từ bỏ đâu. Con sẽ chờ khi câu nữa thôi là hết rồi đúng không? Đúng rồi. Câu nữa thôi. Con sẽ chờ cho đến khi nào biết rõ mọi chuyện. Diễn. Con sẽ chờ cho đến khi nào biết rõ mọi chuyện. Con sẽ chờ cho đến. Con sẽ chờ cho đến khi nào biết rõ mọi chuyện thì thôi. Con sẽ chờ cho đến khi nào cho nào nó ấy hơn. Rồi con hả? Rõ mọi chuyện thì thôi. Con cái chờ. Cho con biết rõ mọi chuyện đi dì hai. Được không? Dì hai ơi nói con biết tại sao đi. Nè. Dì hai biết tại sao đi. Giết. Dì hai ơi. Cho con biết tại sao đi. Con sẽ chờ. Cho đến khi nào biết rõ mọi chuyện. Con sẽ không từ bỏ đâu. Rồi gì đó. Dì hai ơi, dì hai ơi.
Dì Hai ơi. Rồi các ơi. Rồi. Tất cả mọi người ra đây. Rồi mời tất cả mọi người. Đây là người ngoài. Mời đại gia đình. Lấy cận trăm quay lại trăm. Lấy chung hai luôn đi, nếu còn ướt không? Chung hai cận trăm trăm, em có bài cho chú nói không? Giờ tạt rồi nè. Đây, đây là quá đáng rồi đó con, là kinh với mẹ đó. Tạt rồi, giờ tạt rồi nè, tạt. Rồi, trăm chạy vô này, lấy cận trăm đi, má lên. Rồi chưa? Má. Lấy chung hai. Ok, ok. Ok, chuẩn bị. Tại sao má lại quá đáng như vậy chú? Lùi xíu trăm, lùi xíu trăm. Điểm đó nè, chạy vô điểm đó nè, má chạy. Hết thì bạn nè. Mày đang chạy. Chưa chơi một giây. Dữ không ạ? Má chạy. Má. Rồi, diễn đạt nè. Tạt, tạt. Tạt. Diễn. Má. Tại sao má lại quá đáng như vậy chứ? Quá đáng cái gì? Cậu đi về đi, đừng có làm phiền con gái tôi nữa. Đi về đi. Sao gì làm vậy con? Con đã làm gì sai chứ? Sao cậu lì quá vậy? Tôi biểu cậu đi về đi, cậu đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Còn con này đi vô. Tụi bay đâu? Lôi nó đi vô cho tao. Mọi người đâu? Không làm, một mình lúc lành kéo được rồi. Diễn. Tụi bay đâu? Lôi nó vô cho tao. Mở con ra đi mà. Rồi có rồi. Rồi đây là tất cả mọi người qua đây hết mắt nè. Rồi làm nè. Về là Giang diễn từ đầu đến cuối, cận Giang cận trăm nha. Cận nè, ba máy kẹp đi. Rồi cận Giang đi. Rồi lấy cái thao nước đi bay ơi. Tạc hết rồi nha, diễn tạc hết rồi ha. Thấy tạc này dùng cái thao xuống đi. Thao không đi. Thao không để cho đó. Diễn tạc anh lấy rồi. Giờ dùng thao xuống đó. Hồi tiếp luôn. Giữ bay. Máy qua đây. À, lấy đây nè, lấy đây nè, mấy cụm nè, cụm nè quá ơi. Cụm này lấy đó. Cụm này nè. Cụm này là lấy cận. Chăm quay lại ai lấy. Chăm ngó xuống đây ai lấy. Quay qua đây, quay qua nha. Quay qua đây nè, quay. Rồi chăm ngó, ngó xuống, ngó qua đây em lấy không? Bên nó rút lanh được cần nữa. Rồi cứ đẩy ghe nha bà con, cứ đẩy ghe nha. Ok chưa? Rồi Út Lành diễn nha, Út Lành đi ra nói chuyện nha. Được chưa, máy xong chưa? Rồi. Máy chạy, rồi tất cả vô nhà đi. Đứng ở sau khuất đó, đứng ở nhà chỗ này là quẹo cua là hết rồi. Lên thềm luôn, lên thềm quẹo phải là hết. Không làm trước em làm, cũng làm xuống trước cũng làm. Máy chạy. Máy. Còn dính người không? Giết. Vậy thì em sẽ tặng cho anh 1000 tim để anh quên rất nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực luôn nha. Chiếu. Có năng. Chiếu. Sao vậy Út? Sao Út gọi con không được? À chắc là máy của con hết pin á. Má con đang kiếm con kìa. Nhưng mà má kiếm con có chuyện gì vậy? Vậy anh Trường vô chung với con luôn nha. Anh cũng muốn gặp mọi người á. Đi đâu? Ai cho mày vô nhà tao? Mày tới đây để làm gì? Tại sao mày gặp con gái tao hoài vậy? Mà hôm nay á, anh Trường qua đây là để xin lỗi về cái vụ đất đai á. Má nghe anh nói một xíu nha. Anh. Dạ, con xin lỗi bác. Con có lời anh. Con xin lỗi gì? Gì? Má nghe một xíu thôi nha. Anh. Dạ, con xin lỗi gì? Không có lỗi phải gì hết trơn á. Không lỗi phải gì hết trơn á. Dù không có chuyện ba chuyện đất đai thì tôi không để nó nói cái câu gì. Chị nói gì nói em thấy. Chị nói hết câu luôn không? Tại nãy ta thấy ngắt ra để cho Hiếu nói. Okay. Giờ chị nói đúng không? Ok, từ Giang. Giết. Không có lỗi phải gì hết trơn á. Không có cái vụ đất đai thì tôi cũng không cho cậu gặp con Diệu. Cậu đi về đi, đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Dạ con xin lỗi gì mà. Lỗi hoài vậy? Có gì thì con sẽ thay đổi. Không có thay gì hết trơn mày. Đi về. Gì vậy má? Tụi bay đâu? Dạ, má con tụi đâu? Dạ. Ra nói con Diệu vô cho tao. Mọi người bị cái gì vậy? Mới đây mọi người còn mong anh Trường qua xin lỗi để mà làm quà. Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Lôi nó vô cho tao. Dạ. Diệu ơi. Con mới vô đâu. Diệu vô đi con. Mẹ tự má ba. Đánh ra. Má, mày đang làm cái gì vậy? Đi về chứ. Diệu. Má, tại sao má lại làm cái chuyện quá đáng như vậy? Mày im đi. Còn cậu nữa, tôi nói lần cuối cùng nghe chưa? Cậu không được tới đây và không gặp con gái tôi, đừng làm phiền gia đình tôi nữa.
hai, lôi nó vô. Chịu đi vô. Chị cho con biết tại sao được không? Bà, lôi nó vô. Con làm gì rồi? Má Tư bỏ con ra đi mà. Đi về. Con về. Má Tư bỏ con ra. Chị nói cho con biết tại sao được không? Chị hai, dù cho thế nào đi nữa, con sẽ đứng ở đây đợi. Chị hai. Ok, qua tầng cuối được không? Chết mẹ, đèn lên cho rồi. Đèn lên hết rồi không? Lấy cái của em đóng cửa này, em lấy đóng cửa luôn á mình. Để đi cận liền cái đóng cửa nữa. Con tim em thấy lòng.